Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục series lập trình Android với Kotlin bài số 10 Chúng ta tìm hiểu về when. Chúng ta sang phần 1 là phần khối when cơ bản Thì cú pháp của nó như sau when này dấu cách mở ngoặc đơn và chúng ta đưa vào một cái expression Tức là cái biểu thức vào đây Sau đó các bạn sẽ mở đóng khối lệnh của when Bằng dấu ngoặc nhọn các bạn sẽ liệt kê các cái giá trị mà cái expression này có thể nhận được nếu như cái biểu thức này bằng giá trị 1 thì thực hiện câu lệnh 1. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái dấu trừ và dấu lớn hơn ở đây nhé. Đó, chúng ta hiểu là nếu bằng giá trị 1 thì thực hiện câu lệnh 1. Và nếu như không thỏa mãn giá trị 1, nó kiểm tra đến giá trị 2. Bằng giá trị 2 thì nó lại thực hiện câu lệnh 2. Vân vân, tiếp tục như vậy. Giá trị thứ N. Và nếu như không thỏa mãn tất cả các giá trị này, thì nó sẽ thực hiện câu lệnh của khối eo. Cụ thể các bạn sẽ nhìn sang cái lưu đồ bên này. Đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra biểu thức này, nếu như nó bằng giá trị 1 mà đúng thì thực hiện câu lệnh 1. Sai thì nó kiểm tra đến giá trị 2, đúng chưa? Xem là cái biểu thức này có bằng giá trị 2 hay không. Nếu bằng thì nó thực hiện câu lệnh 2, vân vân. Nếu như tất cả các cái khối này không thỏa mãn thì nó chuyển sang thực hiện khối lệnh trong biểu thức else. Giống như ví dụ dưới này. Các bạn sẽ cho người dùng nhập vào một cái số Y nào đó, đúng không ạ? Và nếu như Y bằng 1 thì in ra là tím bấm số 1 Y bằng 2 thì tím bấm số 2 Và Y bằng 3 thì báo là tím bấm số 3 Còn trong trường hợp mà không phải số 1 hay 3 thì nó báo là tím bấm linh tinh Các bạn mở trình soạn thảo lên, chúng ta cố thử nhé Các bạn chuột phải vào SRC này, chọn New này Cốt link class file này, file 70 chúng ta có tab này bây giờ các bạn sẽ khai báo thôi bây giờ thay vì chúng ta viết phức tạp là người dùng nhập vào chúng ta khai báo luôn nhé cho nhanh nhá và y còn các bạn sẽ tự cốt là cho người dùng nhập vào một số trong kiểm tra xem số đó có phải một hay ba hay không nếu một thì xuất ra hai ba xuất ra còn nếu không phải thì báo là bấm linh tinh nhá các bạn tự cốt cái này bởi vì các bạn đã học rồi mà ở đây mình chỉ học tập trung vào cấu trúc quen thôi thì chúng ta khai báo luôn là va y in bằng một Bây chúng ta kiểm tra này, when này. Kiểm tra thằng y, đúng không? When y. Mà ngoặc. Đó. Kiểm tra thằng y xem nó nhận giá trị là bao nhiêu. Nếu như y bằng 1 thì trừ này, dấu lớn hơn này. Đó, nếu y bằng 1 thì xuất ra là bạn bấm số 1 đúng không? Thím bấm số 1. Bạn cho D phát nữa này. Thì bấm số 2. Nếu như y bằng 2, căn cho D phát nữa này. Số 3, nếu như y bằng 3 còn nếu như không thỏa mãn cả ba cái số này thì print ra là gì thì bấm tào lao còn trong chương trình chúng ta sẽ ghi là phím bấm không hợp lệ đúng không ạ rồi run thử nhá y bằng một này bạn nhìn thấy không y đang bằng một thì nó sẽ báo là thì bấm số 1 bạn thấy là nó báo là thì bấm số 1 không Chúng ta sửa lại này. Y bằng 2. Run này. Đó. Thì bấm số 2. Đầu tiên nó sẽ kiểm tra là có bằng 1 không. Không bằng 1 thì nó chạy đến dòng thứ hai Nó kiểm tra. Số 3 nhá Số 3 tương tự thôi. Bây giờ mình thử là số 5 đi. Số 8 đi. Run. Nó kiểm tra một trước này. hai trước này. ba trước này. Sau đó nó báo là. Thì bấm tào lao. Bởi vì nó không bằng trong. Một trong ba số này đúng không ạ. Thì nó chuyển sang thực hiện khối lệnh của của thằng eo cái trường hợp số 2 là chúng ta nhập vào một số kiểm tra tính chẵn lẻ Chúng ta dùng when Thì chúng ta cũng sẽ sử dụng là nếu như mà chúng ta nhận giá trị không đây này Thì chúng ta in ra là nó là số chẵn thôi Nếu như mà không phải không thì chúng ta in ra số lẻ đúng không Các bạn chuột phải vào src này New Coding Class File File Bài 10.1 có chữ main a tab này. Vì chúng ta khai báo một cái biến y để lưu cái số nguyên thôi và i 2 chấm in bằng 0 bây giờ chúng ta cho người dùng nhập bàn phím print này mời nhập vào một số nguyên Đúng không ạ nhập vào một số nguyên 2 chấm khai báo biến để chúng ta đọc dữ liệu s này string hỏi chấm bằng readline sau khi đọc xong thì chúng ta phải kiểm tra khác nôn nếu mà s khác nôn thì chúng ta mới làm là chúng ta gán thằng y bằng s chấm tu tu in đó, thì cái này chúng ta làm nhiều lần rồi nhá đầu tiên là chúng ta thì khai báo một cái biến nguyên này cho người dùng nhập bàn phím này sau đó thì đọc dữ liệu từ bàn phím và gán vào biến s này kiểm tra nó khác nôn thì chúng ta ép kiểu string sang kiểu in và gắn vào biến y đó bây giờ chúng ta đến cái phần chính này là kiểm tra theo cấu trúc quen Thì chúng ta dùng là quen này quen này mở ngoặc đóng ngoặc y kiểm tra thằng y mà đúng không mở ngoặc nhọn đóng ngoặc nhọn khối lệnh của quen nếu như mà thằng biểu thức là y chúng ta kiểm tra tính chẵn lẻ nhá nên chúng ta kiểm tra là quen y phần trăm 2 Đấy chúng ta kiểm tra y phần trăm 2 à, nó là một cái biểu thức nếu như y phần trăm 2 mà bằng 0 thì xuất ra là số chẵn thôi đúng không print này đô la y là số chẵn, à, tức là nó sẽ xuất ra cái biến y. Rồi còn không thì sao? L, L, Print y là số lẻ thôi đúng không? Copy nhá, là số lẻ. Rồi đăng thử này, thì nó sẽ bảo các bạn là nhập vào một số nguyên. Các bạn nhập vào là ba này nó bảo ba là số lẻ đúng chưa đầu tiên nhập vào ba này nó sẽ gì đọc dữ liệu gắn ba và là kiểm sở trinh là sở trinh ba nhé ba như nó là sở trinh sau đó chúng ta kiểm tra xem nó khác nôn hay không khác nôn thì chúng ta sẽ gắn ba đó chuyển sang kiểu in kiểu nguyên và gắn vào biến y sau đó nó, nó lấy là ba chia cho hai lấy dư bằng một đúng không thì một nó kiểm tra xem là à nó không phải bằng không đúng chưa cho nên là nó thực hiện khối lệnh của eo là nó bảo là ba là số lẻ Đăng này chúng ta thử kiểm tra số chẵn nhá 4, 4 là số chẵn, được chưa? Chúng ta sang phần 2 là quen một nhóm điều kiện Thế thì bài toán đặt ra là nếu như các bạn lại có một cái nhóm điều kiện này Và chúng ta thực hiện cùng một lệnh, cùng một thao tác Giả sử như các bạn nhập vào tháng, kiểm tra tháng thuộc quý mấy Tháng 1 2 3 nó thuộc quý 1, đúng không? Nếu như các bạn dùng cách thông thường thì chúng ta phải ghi là à, Nếu bằng 1 thì in ra là thuộc quý 1 Bằng 2 cũng in ra là thuộc quý 1 Bằng 3 cũng lại in ra là thuộc quý 1 thì thằng Gwen nó cung cấp cho các bạn cái lựa chọn là các bạn có thể đưa vào một cái nhóm như thế này. Các bạn đưa vào là một này, phẩy này, 2 này, phẩy 3 này và xuất ra cùng một câu lệnh thôi, đúng không? Thì chúng ta sẽ hiểu là nếu bằng 1 hoặc bằng 2 hoặc bằng 3 thì thực hiện câu lệnh này. Bằng 4 hoặc bằng 5 hoặc bằng 6 thì thực hiện câu lệnh này. Các bạn mở trình soạn thảo lên, chúng ta cố thử để chúng ta hiểu sâu về phần này nhá. Nhấn chuột phải SRC này, new này, coding gradle file, file bài 10.2 nhập một tháng kiểm tra xem tháng đó thuộc quý mấy gõ main a tab này 3 này tháng hai chấm kiểu in Để chúng ta gán nó bằng không luôn Đó cho người dùng nhập vào green line này mời thím nhập vào một tháng rồi bây giờ đọc dữ liệu từ bàn phím 3 s string hỏi chấm bằng green line Để các bạn phải làm nhiều cái thao tác này cho nó quen nhé nhập xong rồi thì kiểm tra nun đúng không ạ nếu s khác nun cứ làm đi làm lại nó thành cái thói quen thôi thì thực hiện câu lệnh là ép kiểu đúng không ạ tháng bằng s chấm tuin rồi sau đó chúng ta kiểm tra quen quen kiểm tra thằng tháng màu nhọn khối lệnh của quen nếu tháng bằng một hoặc bằng hai hoặc bằng ba thì thực hiện câu lệnh này đúng không ạ? print tháng Chúng ta xuất biến tháng ra nhá, đô la tháng này. là la thuộc quý 1 đúng không ạ? thuộc quý 1. Rồi, can cho D này, thuộc quý 2, can cho D này, thuộc quý 3 này và can cho D này, thuộc quý 4 này. Sửa này thôi. 4 5 6 4 5 6 9 8 7 ở đây sẽ là 10, 11, 12 đúng không? 11 và 12 thuộc quý 4. Thì các bạn thấy là nó sẽ gọn hơn rất là nhiều so với trường hợp là chúng ta nhập 1, print ra tháng quý 1, nhập 2, tháng quý 2, nhập 3, tháng quý 3, thành mất 12 dòng. Đúng không ạ? Run. Nó sẽ bảo các bạn nhập vào tháng. Chúng ta nhập vào tháng 12 nhé. Quý 4 đúng chưa? Run thử này nhập vào tháng 8 nhá. Quý 3, tháng 8 đây, quý 3, đúng chưa? À, còn một cái nhánh nữa là gì? L. Nhập vào một cái tháng không tồn tại thì print ra cái gì? Tháng tào lao. Rồi. run này. Nhập vào tháng 13. Đó, thấy chưa? Nó kiểm tra tất cả các cái điều kiện này không thỏa mãn thì thực hiện khối lệnh của L. Bây giờ chúng ta có một bài toán đặt ra nữa là chúng ta không phải là liệt kê kiểu 1, 2, 3, một vài giá trị nữa. Thế bây giờ nó một vùng dữ liệu thì làm thế nào? Giả sử như các bạn có bài toán sau đây là mời nhập vào thu nhập tính bằng triệu trên một tháng. À, và tùy từng với mức thu nhập thì chúng ta sẽ xuất ra kết quả là nghèo hay là giàu hay là đại gia vân vân. ấy thì các bạn thấy này, ở đây này, nó là năm từ 51 triệu đến 1 000 Nếu như các bạn mà nhập thủ công 51, 52, 53, 54, 55, 56 đến 1 000 thì có mà đến Tết Liên Xô đúng không? Nên chúng ta nó cung cấp cho các bạn một cái lựa chọn là chạy trong vùng từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Thì các bạn sử dụng là in này, dấu cách này, giá trị nhỏ nhất. Đó, sau đó chúng ta dùng dấu hai chấm đến cái giá trị lớn nhất là bao nhiêu. Giá print ra hoặc là thực hiện cái câu lệnh đối với cái vùng dữ liệu này. Các bạn mở trình soạn thảo lên, chúng ta cố thử nhá. Các bạn chuột phải SRC này, new calling grad file, file bài 10.3. Ở đây chúng ta sẽ test là when À, một vùng dữ liệu rồi mena này tab này khai báo bình thường thôi và một cái biến là thu nhập hai chấm kiểu in à, mình để kiểu in nhé coi như thu nhập làm tròn để chúng ta hiểu cú pháp lệnh thôi nhá thì thông thường thì thu nhập người ta sẽ để là kiểu double để chúng ta lấy số lẻ nhưng mà thôi ở đây chúng ta sẽ sử dụng kiểu in nhé thì các bạn lưu ý này cái biến thu nhập mình đang để tên theo cú pháp lạc đà tức là từ cái 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 từ thứ hai ấy trở đi là chúng ta sẽ viết chữ cái đầu tiên là viết hoa bạn thấy chữ thu viết thường không nhưng mà chữ n lại viết hoa không? đấy thì ôn lại cách để chúng ta cái quy tắc đặt tên biến à, bây giờ chúng ta sẽ xuất ra cái dòng green line này mời thím nhập vào thu nhập triệu trên tháng đúng không triệu trên tháng mình mới tắt nhá triệu trên tháng hai chấm nhập xong thì bây giờ làm gì đọc dữ liệu từ bàn phím thôi và s string hỏi chấm bằng read line đọc xong thì kiểm tra gì Khác nôn nếu s khắc nôn thì ép kiểu thu nhập bằng s chấm twin cái này chúng ta làm nhiều nha mình sẽ không làm chậm đâu rồi bên ta sẽ kiểm tra này quen này kiểm tra thằng nào thằng thu nhập đúng không mà ngoặc nhọn đóng nhạc nhọn kết thúc khối lệnh của when sau đó làm gì thì làm đúng không bây giờ chúng ta kiểm tra vùng dữ liệu bằng cách là chúng ta gõ in này nếu nó chạy từ 1 cho đến 3 triệu một hai chấm này 3 triệu này thì chúng ta làm gì đó các bạn để ý nhé chúng ta gõ 1 chấm chấm ba thôi nó sẽ tự động đẻ ra cái thằng nhỏ hơn bằng để các bạn dễ nhìn nhé này nhớ mình chỉ gõ là một hai chấm và 3 thôi còn cái thằng mở nhỏ nhỏ hơn này, này nó tự sinh ra đấy các bạn đừng gõ cái nhỏ hơn này nhá. Rồi, dấu trừ và dấu lớn hơn nhá, giống dấu suy ra này. Rồi, chúng ta thực hiện khối lệnh này, print này. Nghèo kiếp xác, lương từ 1 đến 3 triệu, nghèo kiếp xác. ăn chỗ đề phát nữa này. Từ 4 đến 7 triệu. Nghèo vừa vừa. ăn chỗ đề này. À, cái ví dụ này mình chỉ để là vui nhá chứ không mang tính chất phân biệt giai cấp nhá 8 đến 19 Bởi vì cái khái niệm nghèo hay giàu này là do từng người thôi à, Có thể đối với một số người như mình ấy, thì tầm 20 triệu là giàu rồi Bởi vì lương mình bây giờ cũng tầm đấy thôi Và mình cũng không mong muốn là hơn Thời gian rảnh thì mình đã chia sẻ cho các bạn thôi à, 8 đến 19 triệu chúng ta sẽ nhập vào là thu nhập khá Từ 20 cho đến 50 triệu Gọi là thu nhập cao ăn chỗ đê phát nữa này Từ 51 uh, Cho đến 1 một tỷ 1.000 một triệu đại ra 1 tỷ trên tháng là kinh rồi đúng không ạ Rồi còn nhiều hơn nữa thì L này Giả sử thế L Nếu mà còn nhiều hơn nữa thì báo là gì Bục phép ít thôi đúng không ạ Bục phép Ít thôi Rồi Đăng thử nhá à, Ví dụ lương của mình đang được khoảng tầm 22-23 triệu trung bình 22 triệu Thì nó bảo là thu nhập cao đúng không ạ Thực ra thì cũng chả cao đâu Ran này Thử 900 triệu một tháng 900 triệu một tháng Đại gia đúng không ạ Nằm trong cái nhóm này mà Bây giờ thử nhập hai nghìn triệu đi tức là 2 tỷ một tháng đấy nó bảo bốc phép ít thôi đúng không ạ bởi vì nó không thỏa mãn cái nhóm điều kiện này thì nó bảo bốc phép thôi đúng không ạ chúng ta sang phần 4 là dùng quen như một biểu thức trả về kết quả à, ví dụ ở đây là các bạn đã khai báo một cái số nguyên a bằng 101 này sau đó các bạn khai báo một cái biến uh, uh, check bằng when a thì nếu như mà a mà nằm trong cái khoảng từ 0 đến 100 trăm thì các bạn đẩy về giá trị là fail, phô đúng không ạ? Còn nếu không phải từ 0 đến 100 thì các bạn trả về giá trị là chu. Thì lúc này thằng check nó sẽ nhận giá trị là phô nếu a nằm trong đoạn này. Còn nếu không thì nó sẽ nhận giá trị là chu. Như vậy là nó trả về kết quả là phô hoặc chu gắn vào giá trị của check, đúng không? Các bạn tạo bài mới này, new calling class file, file 10.4. Main a tab này. Khai báo này, Va này. Uh, và a 2.in bằng 101. Khai báo một cái biến check bằng when a tức là thằng check nó sẽ bằng thằng a và kiểm tra điều kiện với cấu trúc when. Nếu như a mà nằm trong cái khoảng từ 0 cho đến 100 thì thằng check sẽ nhận giá trị là phô. Còn nếu không thì nó nhận giá trị là chu. Đó các bạn đọc ra mồm cái cú pháp như vậy. Đây là mình sẽ gán cho nó bằng phô chu nhé. Còn nếu các bạn thích gán bằng một giá trị cụ thể là một số nguyên hay số float nào đó thì cũng được. Năn này. Ờ, chúng ta sẽ phải in ra kết quả để chúng ta xem. Green line in thằng check ra. Run này. Đó thì các bạn thấy không Thằng A nó bằng 101 Nó kiểm tra điều kiện là gì A không thuộc cái nhóm này Cho nên nó đẩy về Chu đúng chưa Thuộc nhóm này thì phải đẩy về phô Còn không thuộc thì đẩy về chu Chúng ta thử về 99 nhé 99 nó nằm trong nhóm này này Thì phải trả về phô đúng không Run này Thì lúc này thì thằng check sẽ nhận giá trị là Là phô đúng chưa Tương tự như vậy các bạn có thể là cho thằng này là kiểu kiểu là um, float nhé hay in đi in đó và chúng ta sẽ trả về giá trị nếu như nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thì trả về giá trị là khoảng tầm 51 đi còn không thì trả về là 52 ví dụ thế thì bạn thấy 99 nằm trong khoảng từ 0 đến 100 đúng không thì thằng check này phải bằng bằng 51 run này có thấy bằng 51 không đó thì nó sẽ hoạt động như một biểu thức trả về đó, lưu ý cái này. Ngoài ra thì when nó có thể hoạt động như một biểu thức if else. Thì các bạn chú ý là khi các bạn sử dụng cái when như if else thì các bạn sẽ không có cái mở ngoặc đóng ngoặc của cái biểu thức expression đây nhá. Giả thử như chúng ta có khai báo biến a bằng 99 này. Sau đó các bạn kiểm tra when này, when này, nếu a chia cho 2 mà dư 0 thì in ra là a số chẵn. A chia cho 2 mà khác 0 thì in ra a là số lẻ. Thì các bạn lưu ý là không có cái when a ở đây nhá. When a ở đây nó sẽ bị lỗi này. Chúng ta cốt thử nhá. Đây chúng ta dùng luôn bài này, ấn cancho sược để bình luận lại này. Khai báo bên va a này, kiểu in này. bằng 99 này. Bìa quen này. Mở ngoặc đóng ngoặc. Khi mà thằng a phần trăm 2 mà bằng 0 thì in ra a là số chẵn đúng không? đô la ship 4 a là số chẵn. Còn không thì in ra A là số lẻ đúng không? A phần trăm 2 mà khác không thì in ra A là số lẻ. Được chưa? Đoạn này. A bằng 99 thì nó phải ra là số lẻ đúng không? 99 là số lẻ. 100 nhá. 100 là số chẵn. Đó, các bạn thấy không? 100 là số chẵn. Như vậy nó có thể sử dụng như một biểu thức if else. Ở bài học hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc rồi, mình sẽ review lại toàn bộ kiến thức để các bạn tiện theo dõi và ôn tập. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn có những giây phút học tập và làm việc hiệu quả.